Xin chào tất cả các bạn, mình là Crimson Review. Trước khi vào video mong các bạn có thể dành ra 3 giây để bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Mình xin cảm ơn và chúc các bạn có những phút giây vui vẻ. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ta bị kẹt cùng một ngày một ngàn năm nhé. Ở tập trước lão Tô Thụy Văn đã tìm tới gặp Lý Nhược Băng để giải đáp những khúc mắc trong lòng mình về ngô thần và mối liên hệ với thanh ảnh. Lý Nhược Băng lên tiếng hỏi, bác trai lẽ nào là bác đang muốn sắp xếp xem mắt cho thanh ảnh để thoát khỏi ngô thần ư nhược băng liền mỉm cười đầy sự ma mị cô nói cháu nghĩ rằng bác đừng làm vậy thì hơn vì sẽ chết người đấy lão tô tức giận nói lớn nực cười hết sức sao một người làm bố như tôi không để con gái mình làm bồ nhí của cậu ta cậu ta liền muốn giết tôi ư nhược băng chậm rãi đáp không 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 bác hiểu nhầm rồi cháu không nói bác mà là những đối tượng xem mắt kia ai dám gặp thanh ảnh thì người đó sẽ chết lão tô liền nhìn nhược băng với đầy sự hoài nghi, lão nói vậy sao? cơ mà hình như đinh thụy long vẫn chưa chết nhỉ? hay là trong lòng ngô thần thanh ảnh còn quan trọng hơn tiểu thư lý đây? Nhược băng ánh mắt có chút tiếc nuối đáp, đinh thụy long sao? chắc chắn không sống nổi qua năm nay đâu. mấy hôm trước đến đông hải, hắn suýt chút nữa mất luôn cánh tay đấy, cũng may là hắn đã nhanh chân chuồn khỏi hoa đông. nghe lời này lão tô có chút lạnh gáy, lão nghĩ về con người ngô thần này cũng như chuyện đinh thụy long suýt, chút nữa tàn phế đã gây xôn xao dư luận. Con tưởng là lý gia tung tin đồn thất thiệt, ai ngờ mà lại là thật. Đinh Thụy Long là người tài ba trong thế hệ trẻ của các đại gia tộc trong nước, thế mà lại không đánh bại được Ngô Thần. Lão Tô lên tiếng, nếu Đinh Thụy Long chết, thế lực của mấy đại gia tộc lớn trong nước sẽ bị xáo trộn, Lý gia có thể vì thế mà trở nên lớn mạnh hơn, hoặc cũng có thể khả năng vì thế mà sụp đổ. Cô cứ để mặc Ngô Thần gây ra tai họa này như vậy sao? Nhược Băng đáp, thú thật là thì một khoảng thời gian trước, bố cháu có gặp riêng Ngô Thần kể từ đó về sau, trong nhà có chuyện gì bố cháu đều đi tìm ngô thần bàn bạc. Nghe vậy lão kinh ngạc không thôi, lão nghĩ tức là Lý Mậu Nhân đã thừa nhận người con rể này rồi. Không, mấu chốt không phải là nhận con rể, mấu chốt là Lý Mậu Nhân tán thành việc ngô thần giết Đinh Thụy Long, Lý ra muốn liên thủ với ngô thần để lật đổ Đinh ra. Lão cúi người mà thở dài, lão nói, con tưởng chỉ là một oát con vắt mũi chưa sạch, ai ngờ lại là con cá sấu ẩn hình. Nhược băng nhìn lão tô nghĩ, xem ra trong lòng bác Tô đã dao động rồi, việc còn lại chỉ đành để ông ấy từ từ ngẫm nghĩ. Nhược băng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô nói thêm, bác Tô, công ty cháu còn có việc cháu đi trước đây, có dịp thì nói chuyện với bác sau. Lão Tô đáp, được nói chuyện sau, tạm biệt. Lão thì vẫn ngồi xoa cầm vuốt dâu trầm tư, cũng chẳng thể tin cô răm rắp được, tôi sẽ điều tra kỹ càng, rốt cuộc ngô thần là người như thế nào, mình phải điều tra cho rõ mới được. Một bên khác, 5 phút sau, Ngô Thần đang nằm chiêu chiêu trên ghế cùng ly cà phê thơm ngon. Bỗng lúc này anh nhận được điện thoại từ ô ngữ dung, anh nói alo chị dung. Ô ngữ dung nói qua điện thoại, Lý Nhược Băng đã kể cho Tô Thụy Văn nghe hết. Tô Thụy Văn hẹn tôi tối nay đi ăn cơm, Lý Nhược Băng muốn làm gì đây, tôi phải giải thích với Tô Thụy Văn như nào. Ngô Thần thản nhiên đáp, có gì thì nói đó thôi. Bên phí chị ô sau bữa tiệc thì đang tranh thủ thay quần áo, cô bất bình nói với Ngô Thần, con gái tôi đã 20 tuổi rồi, phải ở trước mặt ông ta nói rằng tôi xen vào chuyện tình cảm của người khác. Ngô thần đáp, không chị Dung, ý tôi là chị hãy nói chuyện tối nay tôi với chị sẽ gặp mặt nhau. Ngữ Dung khó hiểu đáp, hửng ý cậu là, cậu biết tối nay Tô Thụy Văn sẽ hẹn tôi đi ăn cơm. Cậu đã lên sẵn kế hoạch là ba người chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau ư. Vậy được thôi, 8 giờ tối nay gặp nhau nhé. Cảnh chuyển tới lúc 7 giờ 40 phút tối. Bữa cơm vô cùng thịnh soạn, lão Tô lên tiếng hỏi, Ngữ Dung chúng ta quen biết nhau bao năm rồi?" Ngữ Dung đáp, "Anh Tô à, 30 năm rồi, lần đầu gặp anh, anh mới 19 tuổi thôi. Khi đó tôi cũng mới chỉ học lớp 4." Lão Tô cầm ly rượu nói, chớp mắt cái tôi đã già rồi, "Ngữ Dung. Một hai năm nữa thôi thì cái thân già này của tôi cũng hết đát mất. Thanh ảnh vào tập đoàn không lâu, tôi không dạy bảo được gì nhiều cho con bé, không yên tâm nổi mà." Lão giọng đầy chân thành nói tiếp, "Vậy nên, Ngữ Dung à, niệm tình chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy em nói cho ông anh già này nghe sự thật đi ngô thần rốt cuộc cậu ta là như thế nào thanh ảnh còn cả em sao hai người lại lại làm tình nhân của cậu ta thấy ông anh lòng vòng cả buổi là biết có mùi rồi ngữ dung thản nhiên đáp à vì cậu ấy đẹp trai lão tô nói ai không biết mắt nhìn người của ô ngữ dung em biết bao nhiêu người theo đuổi em bất kể là người giàu có hàng đầu châu á hay các ông hoàng dầu mỏ ở trung đông có ai lọt được vào mắt em đều bị em từ chối hết. Giờ lại làm tình nhân của ngô thần, chỉ vì cậu ta đẹp trai ư, ai mà tin được chứ. Ngữ dung ẩn ý nói, anh Tô à, niệm tình chúng ta là bạn của nhau, tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng kích động, phàm là chuyện có thể thương lượng, vậy tuyệt đối đừng nên kích động. Chắc có lẽ quen nhau quá lâu nên ngữ dung có vài phần đoán được cách hành xử của lão Tô. Lão đáp, ý em là muốn tôi đừng chọc giận ngô thần, đúng chứ. Ngữ dung nghiêm túc nói, anh Tô, Tôi hy vọng tình anh em của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, nhưng nếu xảy ra tình huống vượt tầm kiểm soát, tôi không dám hứa sẽ đứng về phía anh. Bỗng lúc này lão Tô nhận ra anh Ngô đã tới, lão lên tiếng, "Ngô tiên sinh, cậu cũng đến đây, cũng tốt, hôm nay nói cho rõ ràng mọi chuyện đi." Ngô Thần bước vào lên tiếng, "Ông chủ Tô lại gặp nhau rồi." Lão Tô ánh mắt sắc sảo nói, "Ngô tiên sinh, cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy." Ngô Thần liền đặt mông ngồi cạnh chị yêu, anh có chút khoái chí nói, ông chủ tôi nói quá rồi. ông là bố của thanh ảnh, tôi buộc phải nhắc ông một cậu. có một vài chuyện nghe rồi thì sẽ không còn đường lui nữa. ông có chắc là muốn nghe không? lão nghe những lời này từ miệng ngô thần, mà có chút tức giận bóp chặt chiếc ly. dù sao thân là tài phiệt giàu bậc nhất ở trung quốc dễ gì bị một thằng nhóc tuổi đôi mươi đe dọa. lão nghĩ cậu ta rõ ràng là đang muốn uy hiếp mình. xem ra cậu ta chẳng nể nang gì tô thụy văn mình đây. lão liền vén tay áo lên để lộ ra vết sẹo dài trên cánh tay lão tô nói nghe nói ngô tiên là một thương nhân tình báo biết được rất nhiều thông tin bí mật tôi rất tò mò liệu ngô tiên sinh có biết vết sẹo này của tôi là từ đâu mà ra không ngô thần liền tỉ mỉ quan sát bộ dáng như nhà thẩm định nói vết sẹo này của ông chủ tô rất lâu rồi lão tô nghĩ đậu xanh cậu ta nói như nói vậy ai nhìn chẳng biết người từng nhìn thấy và biết rõ nguyên do trên thế giới này chỉ có ba người là mình vợ mình và người anh em xương đức dương của mình ngữ dung bất an nghĩ anh Tô đang kiểm tra xem năng lực thực thụ của Ngô Thần. Lời tiếp nói tiếp theo của Ngô Thần sẽ ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của anh Tô. Ngô Thần đầy sự kiêu hãnh đáp, 30 năm trước, cũng tức là vào buổi chiều ngày 8 tháng 10 năm 1990. Ông chủ Tô khoảng độ 20 tuổi cùng Sương Đức Dương đến phía Bắc Miến Điện. Lão Kinh hãi nghĩ, thời gian, đúng rồi, địa điểm cũng đúng nốt, tên tiểu tử này. Ngô Thần kể tiếp, lúc ông chủ Tô đào được bảo thạch đế vương lục ở Quảng Mỏ, đã xảy ra xung đột với một tên mua hàng, thế là ông cùng Sương Đức Dương xông ra khỏi đó. Nhưng ngay trong đêm đám người đó lại tiếp tục truy lùng hai người thậm chí sẽ thủ tiêu khi đoạt được bảo thạch, nếu ông chủ Tô không dùng tay đỡ nhát dao đó, khi ấy chắc đã bỏ mạng ở đó rồi. Ông chủ Tô đã nổ phát súng tự vệ, bất đắc dĩ chỉ đành giết hết đám người kia để có thể chạy thoát khỏi miến điện. Anh Ngô kể như có mặt đấy chứng kiến toàn bộ, điều này làm lão Tô liền có chút không phục đáp, ừm không sai, tôi đã giết người, giờ nhớ, lại chuyện ba mươi mấy năm trước mà vẫn còn sống động như vừa mới xảy ra, À đúng rồi, Ngô Tiên Sinh còn biết gì liên quan đến tôi nữa. Ngô Thần mỉm cười nói rất nhiều, ví dụ như chuyện ông và Hà Mỹ Quyên, có cần tôi kể ra không? Nghe vậy lão tô liền im như hến, ết nghĩ có khi hỏi anh Ngô trên người lão có bao nhiêu cọng lông có khi anh Ngô nhà mình còn biết ấy chứ.